Tổ sư Ấn Quang khuyên mọi người nên thiêu đi. Phật, rồi các vị A-la-hán, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài A-nan, vân vân, các vị đó đều là thiêu hết. Có cái đạo lý trong đó. Không có xây tháp lớn và để mà đưa cái thân vào trong tháp. Tuy nhiên có một số các vị hòa thượng, đó là cái hạnh nguyện của Ngài, chúng ta không có thể bàn hoặc là suy tính trong đó. Nhưng mà riêng các vị mà ra đi mà để lại cái biểu pháp thiêu đó, người mà lúc lâm chung á, nếu mà họ tích lũy đủ thiện căn phước đức nhân duyên và họ có tính hạnh nguyện đầy đủ á, thì họ không mang cái thân chung ấm, vừa tắt thở là tâm thức họ đã vào liên thai và họ đã trong khoảng sắc na Đức Phật Di Đà đã tiếp dẫn họ vãng sanh rồi. Vì vậy cho nên thành ra cái người này thiêu cũng được mà không thiêu cũng được, không sao, cái thân này không có ảnh hưởng gì nữa cả. Nhưng mà thường các vị mà đã vãng sanh được, họ có cái hạnh nguyện để họ thiêu để mà cái biểu pháp để lại xá lợi, hay là Ngài Hải Hiền để nguyên cái nhục thân luôn. Còn những người mà tạo những nghiệp xấu ác, họ vừa tắt thở họ đọa vào trong ác đạo á, thì thực sự đây là một cái điều mà mọi người phải suy nghĩ rằng lúc mình lâm chung cái thần thức của mình tùy theo nghiệp mà nó đi thọ thân khác. Mà nếu mà người mà mang cái thân chung ấm, tức là khi ra đi họ liếng tiếc cái thân này, hay nói khác hơn là họ chấp pháp, tức là chấp vào nhà cửa, tiền bạc, con cái, vật chất, xe cộ ruộng vườn, những cái gì ngoài thân gọi là pháp chấp. Và họ chấp vào cái thân của họ, và họ chấp vào trong cái tư tưởng của họ, mừng giận buồn vui thương ghét muốn, thì thường là họ mang cái thân chung ấm. Thường là họ mang thân chung ấm, tức là trong 49 ngày hoặc qua 49 ngày họ cứ mang cái thân đó, họ đi lơ lửng trong không gian này rất khó đầu thai. Cho nên mình phải tạo những công đức mình hồi hướng cho họ. Mà những người này thì rất cần thiết về sự thiêu, vì mình không hỏi thiêu cho họ thì họ chấp vào nấm mồ, chấp vào cái xác này. Cho nên thành ra Tổ Ấn Quang nói là nên thiêu để họ bỏ cái phần đoạn sanh tử, họ chấp vào cái xác thân này. Vì vậy cho nên thành ra lão Phật gia Thường Tịnh Hạ Không thực sự thiêu ra xá lợi. Chúng tôi nhìn thấy một số xá lợi, một số các vị có nói hình giống như Phật Di Đà, hình xương của Ngài giống như Phật Di Đà, giống như Bồ Tát Quan Âm. Chúng tôi nhìn vô thấy cũng giống thiệt. Vì vậy cho nên thành ra là cái việc mà Ngài ra đi, Ngài để lại cái biểu pháp. Cho nên thành ra quý Phật tử hôm nay mình thấy cái biểu pháp như vậy, mình về mình phải dặn gia đình của mình. Dặn sao? Con à, cháu à, em à, anh à, ông à, bà, lúc tôi lâm chung nên cho tôi đi vào lò hỏ thiêu nha. Có nhiều người họ dặn như vậy, gia đình người ta kêu là chưa có chết còn sống mà nói cái chuyện đó nó không có tốt. Không phải vậy. Mình phải sắp đặt trước, sắp đặt sẵn sàng trước. Bữa giờ rồi chúng tôi mới nghe cái đĩa Hòa Thượng Ngài có trả lời một câu hỏi mà thiệt là hay. Hôm nay nói ra cho đại chúng nghe nha. Thực sự hôm nay chúng tôi lên là thông báo cái chương trình mỗi thứ bảy tiếp tục mình tu, và chúng tôi hướng dẫn cái cách để chúng ta tu hơn là chúng tôi sẽ giảng. Tuy nhiên mình thực hành mình phải thông được cái lý. Và mỗi lần mà buổi tối chúng tôi lên nói chuyện một chút như vậy là Phật tử tu không có bỏ nửa chừng. Không à, tu đến 2-3 giờ sáng, có khi tu đến sáng luôn. Vì vậy cho nên thành ra đêm hôm nay chúng ta sẽ sắp xếp và có thể là chúng ta tu tập làm 2 ca ha. Có người hỏi Hòa Thượng Tịnh Không như vậy, Ngài có sợ chết không? Thì Ngài nói là tôi không sợ chết, bây giờ tôi chuẩn bị cho cái chết đàng hoàng tử tế rồi. Cái chỗ này hay. Mình thì mình chưa thấy cái chết như thế nào cho nên mình nói không sợ. Chết đâu là mình sợ rồi chứ đừng có nói chuyện chết. Coi lại đi. Đâu là mình run rồi, mình quíu rồi. Bác sĩ nói là mình là ung thư hoặc giả là bị bệnh chữa không được, còn khoảng vài tháng nữa là mình quíu rồi. Vì sao vậy? Mình chưa chuẩn bị cho cái chết. Mình chuẩn bị cho cái gì? Chuẩn bị cho cái gì? Cưới vợ, gả chồng cho con cái, xây nhà, xây cửa, lo con cái học hành, lo làm ăn, mần ăn, lo đủ thứ hết trơn. Khi cái chết nó đến cái mình hốt hoảng bất ngờ liền, bởi vì mình không lo.
Mình không lo cho cái chết, cho nên cái chết đó đến với mình rất là bất ngờ, đột ngột quá. Có bà già bên Úc mà bà 80 tuổi rồi, bà nói tôi chưa muốn chết mà sao cái chết đến với tôi. Vì sao bà nói cái câu này? Vì bà chưa chuẩn bị chết và bà chưa biết chết đi đâu, đúng không? Coi lại chỗ này. Đâu phải là già mới chết đâu. Mạc đại lão lai phương niệm Phật, cô phần đô thị thiếu niên xuân. Đừng để tuổi già mới niệm Phật, mồ hoang lắm kẻ tuổi xuân xanh. Coi lại đi. Bây giờ mình chuẩn bị lo xây một cái nhà, mà chuẩn bị tiền bạc, đất đai, giấy phép xây dựng vân vân, mọi thứ mà chuẩn bị càng tốt chừng nào thì mình xây dựng cái nhà càng tốt chừng đó, đúng không? Còn chuẩn bị không tốt là mình có khoảng 2 tỷ mà mình xây cái nhà mình dự trù là 3-4 tỷ, 4-5 tỷ, thì cuối cùng nó đổ nợ ra là lúc đó mình hoảng hốt, mình lo toan, đúng không? Chuẩn bị không tốt. À, cái chỗ này chỗ quan trọng nè. Nhưng mà mình coi lại cái cuộc sống này có cái gì là nó bền chắc hay không, rồi mình cứ lao đầu vô đó để chuẩn bị những cái giả mà cho nó thiệt tốt như vậy. Rồi cái thiệt là cái mà để mà mình mang cái nghiệp vãng sanh á, là tịnh nghiệp á, mình chuẩn bị không tốt. Chỗ này là cái câu của Hòa Thượng Tịnh Không mà nhân cái ngày 49 ngày đêm hôm nay niệm Phật, chúng tôi cảm ngộ được cái câu này của Ngài. Ngài tôi không sợ chết do tôi chuẩn bị cái chết nó quá đàng hoàng rồi. Nó quá đàng hoàng rồi. Cái chỗ này chúng tôi nhấn đi nhấn lại, lập tới lập lui để quý vị hiểu cái chỗ này. Coi lại đi. Suốt cả cuộc đời mình không có cái gì mà không chuẩn bị trước. Từng miếng ăn, tối nay ngủ sáng mai phải nghĩ ăn cái gì rồi. Từng miếng uống, rồi từ cái nhà ở, từ chiếc xe, chuẩn bị mua chiếc xe là cũng phải suy nghĩ. Rồi cho con cái đi học hành, cái gì cũng lo mà để toàn tâm vô trong đó lo luôn. Mà cuối cùng gì? Có mang đi được không? Không mang đi được. Nhưng mà phải lo không? Phải lo, nhưng mà tùy duyên mà lo. Cái chỗ này là cái chỗ quan trọng. Chứ có nhiều người người ta nói là không lo gì hết, giống như người khùng điên thì sao? Những người không biết cái gì nữa hết, cho nên họ không lo gì hết. Không phải như vậy. Cái người tu tịnh độ, người ta biết hết tất cả, nhưng mà người ta biết cái gì cần phải lo trước để mình mang đi được, cái gì là tùy duyên để mình lo. Nhà cửa, con cái, học hành, sự nghiệp, vân vân, tùy duyên mà lo. Hai cái chữ tùy duyên này nó hay cực kỳ. Cái chữ tùy duyên, tùy duyên là sao? Ví dụ như cái chùa của chúng tôi 2007 mở pháp hội, nghe theo hòa thượng nói là 3 năm, mở 3 năm, đến 2010 cũng là một chánh điện bằng tôn ột ẹp, mỗi lần đẩy cái cửa là làm bằng bánh xe bạc đạn, đẩy phùng mang trận mắt, đẩy nó nặng quá, cũng tùy duyên để đó. Đến 2010 gặp ông đó, ông cúng 2 tỷ xây cái này nè, là cái chánh điện quý vị đang ngồi, 2010 á, rồi ông cúng thêm 1 tỷ rưỡi nữa làm cái mái che ngoài kia. Rồi sao không biết khiến Phật gia hộ, có cái anh chàng đó, anh làm về cái ngành ráp ráp sắt tiền chế, anh lên anh đo rồi xong xuôi hết rồi, cái anh mang lên anh ráp, trong vòng 1 tháng là xong luôn, mãi đến hôm nay là 12 năm, tùy duyên, cứ để đó tùy duyên. Không khởi niệm phải làm gì cả, rồi cứ lo ở trong đó mà chân thật niệm Phật, rồi Phật cũng sắp xếp lo cho mình đầy đủ hết. Cái việc mà mình niệm Phật tích lũy cho cái việc vãng sanh nó là quan trọng, còn cái chuyện xây chùa chiền bổn đạo nhiều ít gì đó là tùy duyên. Hiểu chỗ tùy duyên không? Tùy duyên, tùy duyên. Cái tùy duyên nó rất là hay. Bởi vì cái tùy duyên mà khi mà họ ngộ vào cái cảnh giới này rồi là họ không phan duyên, không phan duyên. Còn có người mình phan duyên là vất vả, cực khổ lắm. Người phan duyên khi xây chùa là đi mượn mỏ kêu gọi. Cái người mà gọi rằng là phan duyên mà muốn cho con cái học hành có tiếng tâm với mấy người khác á, với những đại gia là phải cho học nước ngoài, hoặc giả là mình phải làm sao cho nó giỏi, nhưng mà nó dở mình đau khổ liền, đúng không? Rồi mình làm sao cho nó có của cải vật chất để mà xứng đôi vừa lứa với những người đại gia khác, mà mình làm không được cái rồi trong mạng mình không có cũng đau khổ liền. Người này phan duyên mà, họ làm cái gì họ cũng phải muốn rằng cho bằng được người khác, thì họ phan duyên họ rất khổ. Còn người tùy duyên là sao sao thôi cũng là sao, sự chi cũng vậy, thế nào cũng xong, tâm không vạn sự đều không, tâm họ an nhàn, nó không dính mắc gì cả. Chỗ này phải ngộ về cái chỗ này rất là sâu. Hôm nay mình nghe mình phải cảm ngộ cái chỗ này. Mình ngộ là mình thông về cái lý. Khi mình thông về được cái lý rồi, bắt đầu mình hành cái sự. Mà sở dĩ vì sao người ta không hành được cái sự vậy? Nói niệm Phật hay niệm chất chất và bữa họ bỏ. Rồi nói cái chuyện tùy duyên, họ nghe chút xíu rồi bắt đầu họ cũng bỏ tùy duyên, họ đi phan duyên, là do họ cảm ngộ cái lý này không có sâu.
Coi lại đi, nếu mà họ cảm ngộ về cái lý này sâu á, tức là họ nghe đi nghe lại, nghe đi nghe lại để họ cảm ngộ sâu á, thì họ sẽ hành được cho coi. Họ hành được. Đó. Vì vậy cho nên cái việc mà để lúc lâm chung mọi người hôm nay chúng tôi nhắc lại, dầu cho người đó là 20-30 tuổi, mười mấy tuổi, về cũng dặn cha mẹ. Mà hôm nay chúng tôi nói đây là chúng tôi cũng dặn quý thầy. Nếu mà đủ duyên được 5-10 năm, 20-30 năm, 3-4 năm, 5-7 ngày không chừng, vài chục năm nữa chúng tôi ra đi thì sao? Để lại 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, 4 tuần tùy theo quý thầy. Rồi thiêu đi, rồi coi có cái hạt xá lợi nào đó, có không có gì đó, có cái gì đó thì muốn muốn lưu lại vài hạt thì lưu, còn không thì đi rải, còn Phật tử thích thì cho, người muốn cà phê mang về uống, vậy xong. Hôm nay nói chơi chơi mà thiệt á, có mấy cái chùa đó, hôm bữa có vị hòa thượng trước khi chúng tôi đi Mỹ, hòa thượng cũng 90-mấy tuổi rồi ạ. Cuối cùng hòa thượng nói, tôi quý thầy, kêu con có làm gì đâu, được cái gì đâu, vô danh tiểu tốt, nói chuyện bù lu bù la với mấy Phật tử niệm Phật, cái gì đâu, hòa thượng quý trọng con. Kêu hôm nay tôi lên tôi chơi thầy, tôi ăn bữa cơm, thêm nữa nữa là tôi thích thầy là nuôi các bà già. Tôi không có nhân sự, không có quý thầy, tôi muốn nuôi lắm mà tôi nuôi không được. Bây giờ tôi hiểu cái cảnh già, bây giờ ngày 90 tuổi nghe hiểu cảnh già, đi nó lụm khùng, nhiều lúc không có người dắt, nhiều lúc nó đuối, sụm lên sụm xuống, rồi tôi hiểu cái cảm giác của mấy người già. Rồi con cái họ bỏ họ đi, cho nên không có chăm sóc được, mà thầy nuôi mấy bà già là tôi quý lắm. Mà lúc đó đông, lúc 24, 15, 23 đó là 800 bà cụ, trời dừng che toàn là liên hàng ráp không. Rồi cuối cùng lên ngồi ăn cơm trưa với hòa thượng, cái đạo lý này nghe hay nè nha. Cái hòa thượng mới nói là tôi cũng có cái điều muốn lên để chia sẻ với thầy, cũng hỏi ý kiến thầy sao. Cái con có tài giỏi gì đâu, hòa thượng hỏi con. Kêu là tôi cũng có nỗi ưu tư, tôi xây 2 cái chùa, mà 2 cái chùa cũng khang trang lắm, mà 2 ông đệ tử ông xây 2 cái tháp cho tôi sẵn, bây giờ tôi cũng chả biết nằm ở chỗ nào. Bây giờ 2 ông nào cũng đến thỉnh tôi, khi hòa thượng mất hòa thượng qua chùa con nằm, con xây cái tháp sẵn rồi. Cái vị kia cũng nói khi hòa thượng mất hòa thượng qua cái tháp của chùa con xây sẵn rồi, bây giờ tôi cũng không biết nằm tháp nào. Cũng lo phải không ạ? Cũng lo. Nếu mà nằm bên ông này á, nằm bên ông Nhàn mà không nằm bên ông Minh á, thì ông Minh ông ganh tị đâu. Có nhiều lúc mà ổng kiếm chuyện nữa chứ, ông xích mích huynh đệ lẫn nhau nữa. Cái trời ơi, đơn giản không có gì hết. Bởi vì lúc đó là hiểu cái vấn đề là thiêu rồi đó. Tôi kêu giờ hòa thượng thiêu đi, hòa thượng đưa 2 hũ cốt qua 2 cái tháp là xong. Ông kêu ồ hay quá, cái này hay. nhiều lúc hòa thượng ngài không nghĩ đến chuyện thiêu á, cho nên không nghĩ ra cái chuyện này. Cho nên thành ra là chúng tôi nghĩ đến chuyện thiêu, cho nên mới nói 2 cái tháp là 2 hũ cốt, đúng không? Rồi xong, 2 vị đó hoan hỷ, ông kêu được, tôi làm cái vụ này được. Quý vị cũng phải di chúc trước cho con cái của mình, ông bà cha mẹ, chứ không mình nhắm mắt rồi họ làm theo cái kiểu của họ cho coi. Làm theo kiểu của họ, họ mang đi chôn rồi họ mang đi hiến xác nữa chứ. Cái chừng cái chuyện hiến xác nó nguy hiểm nữa. Hiến cơ, hiến xác, mình chưa có tự tại là bản sanh, mình chưa có thâu thần tịch diệt, chưa có tự tại ra đi, mà cuối cùng người ta moi ruột moi gan, người ta mang cái xác mình đi đâu, người ta làm cái gì đó không biết. Cái chuyện đó người ta khuyến khích ai làm thì làm, mà riêng chúng ta hôm nay là phải theo Phật, theo Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Xá Lợi Phất, Tổ sư Ấn Quang, Ngài Lý Bỉnh Đâm và Hòa Thượng Tịnh Không. Mới mấy bữa trước thiêu, mình cũng thiêu. Hôm nay ai thiêu đâu, giơ tay lên coi. Đúng rồi, thiêu hết đi, thiêu sạch sẽ. Cái chỗ mà Ấn Tổ Ngài nói là nếu mà chôn một thời gian họ cải mùa cải mã, nó phơi xương phơi cốt lên nữa chứ. Đó. Vì vậy cho nên thành ra cái buổi nói chuyện của chúng tôi hôm nay, quý vị có mặt tại đây cũng như mọi người trên thế giới, là pháp hội mình bao nhiêu năm nay là thiêu không? Rồi 49 ngày nếu mà được thì mình gì? Rải luôn. Rải luôn. Về cái việc mà hôm nay chúng tôi chỉ nói sơ về cái việc thiêu như vậy thôi. Giờ thầy Minh sẽ đọc cái đoạn Tổ sư Ấn Quang nói về cái lợi ích của cái việc hỏa thiêu như thế nào. Và sau đó chúng tôi sẽ nói một số những cái lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang rất là quan trọng. Thêm đó nữa là chúng tôi sẽ trực tiếp để hướng dẫn quý vị lại cái cách lạy để cho nó đúng và cách đi kinh hành vân vân mọi thứ ha. Gói gọn trong khoảng 1 tiếng hơn một chút. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc những lời khai thị của tổ sư Ấn Quang trích trong văn sao, thành tâm cung kính dâng lên cúng dường chư tôn thiền đức và toàn thể đại chúng. Nam mô A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang khai thị về Lâm Chung Châu Tiếp, hay còn gọi là mái chèo Lâm Chung. Phật Chế Tăng khi mất phải hỏa thiêu, vốn là để họ rời lìa được cái thân phần đoạn giả dối, chứng được pháp thân chân thường. Vì thế từ khi Phật chế lập điều ấy đến nay, tăng chúng kính dùng cấm chế ấy làm thường quy. Tiếc là đạo pháp ngày càng suy đồi, lâu ngày tệ nạn phá sanh. Như nay Thích Tử vội vàng lo hỏa thiêu cho xong việc, chẳng tuân cấm chế. Mỗi khi người bệnh vừa thở hắt ra, liền vội thay áo, dời động để kịp nhập khám một hai ngày, rồi liền hỏa thiêu. Có thể nói là rất trái nghịch chế định của Phật. Phật nói con người có tám thức, tức là tri thức. Năm thức đầu là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân. Thức thứ sáu là ý. Thức thứ bảy là mạt na, còn gọi là truyền tống thức. Thức thứ tám là a lại gia, còn gọi là hàm tàng thức. Khi con người sanh ra, chỉ có thức thứ tám này đến trước nhất, các thức kia đến sau. Đến lúc chết, thức thứ tám này cũng ra đi sau cùng, các thức khác lần lượt đi trước. Thức thứ tám chính là linh thức của con người, thế tục thường gọi là linh hồn. Thức thứ tám này thông linh, nên khi con người mới nhập thai mẹ, nó liền đến trước. Vì thế con trong bụng mẹ liền biết hoạt động. Đến khi chết, sau khi dứt hơi, nó chẳng đi ngay, phải đợi đến khi toàn thân lạnh giá, không còn một điểm nào còn ấm nữa, thức ấy mới chịu đi. Khi thức đã đi, thân này sẽ không còn mảy may tri giác nào. Nếu chỗ nào còn ấm là thức ấy còn chưa rời đi, động chạm đến vẫn biết đau khổ. Lúc ấy, kỹ nhất là các sự mặc áo, xếp chân, dời động, vân vân. Nếu hơi động đến sẽ đau khổ, khó chịu đựng nổi. Bất quá miệng không nói được, thân chẳng động được đó thôi. Xét theo kinh dạy, ba thứ hơi nóng, thọ mạng và thức thường chẳng rời nhau. Nhưng người sống có hơi ấm thì thức còn hiện hữu. Thức còn hiện hữu thì tuổi thọ chưa hết. Xưa nay có kẻ chết đi dăm ba bữa rồi sống lại, chép rõ ràng trong sách vở có thể tra cứu được. Tổ sư Ấn Quang khai thị tăng tục khi mất nên hỏa thiêu là tốt nhất. Từ khi Phật pháp truyền sang phương Đông, tăng chúng đều được an táng theo cách hỏa thiêu. Những bậc cao nhân thông đạt, sùng tín Phật pháp đời Đường, đời Tống cũng thường dùng cách này. Vì Phật pháp trọng thần thức, chỉ sợ đắm chấp thân xác chẳng thể giải thoát được. Thiêu đi thì sẽ biết thân xác này chẳng phải là ta, không còn đắm chấp nữa. Lại vì người đã khuất tụng kinh niệm Phật, mong cho họ chứng được pháp thân. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyển Hạ, bì ký về việc Linh Nham Sơn Tự xây dựng tháp Phổ Đồng cho tứ chúng. Khi Phật pháp hưng thịnh vào thời Đường Tống, người tại gia thường dùng cách hỏa táng, nhưng hãy nên thuận theo thói đời mà chôn cất, vì sợ kẻ chấp trước câu nệ sẽ lầm lạc nói ra nói vào, chứ thật ra thiêu sẽ dễ dàng, gọn gàng hơn. Qua 49 ngày rồi, hãy thiêu là ổn thỏa. Chôn lâu ngày thì rất có thể xương cốt bị phơi bày. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên Quyển 2, thư trả lời anh em ông Châu Mạnh Do. Tổ sư Ấn Quang khai thị về Xá Lợi. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tinh Hoa Lục. Như nói đến Xá Lợi thì đó là tiếng Phạn, Hán dịch là thân cốt, xương nơi thân, hoặc linh cốt, xương thiên, do giới định huệ của người tu hành đạt được, chứ không phải do luyện tinh khí thần hợp thành. Đây chỉ là tướng biểu thị tâm hợp với đạo, tâm hợp với Phật. Chẳng phải riêng gì sau khi chết đi đem thiêu, thịt xương tóc trên thân biến thành Xá Lợi.
Xưa có vị cao tăng tắm gội bèn được xá lợi, lại còn Tuyết Nham Khâm thiền sư cạo đầu, tóc rớt xuống biến thành một chuỗi xá lợi. Lại có người chí tâm niệm Phật, trong miệng có xá lợi. Lại có người khắc bản Long Thư Tịnh Độ Văn, từ trong ván in hiện ra xá lợi. Lại có người theo hình Phật, theo kinh, kim đâm xuống bèn được xá lợi. Lại có người chết rồi đem thiêu, xá lợi vô số, môn nhân ai nấy đều có. Có một người đi xa chưa về, lúc về cúng tế trước tượng, cảm khái đau buồn, bèn được xá lợi ngay trước tượng. Ngày thiêu hóa trường Khánh Nhàn thiền sư, trời nổi cơn gió lớn, khói bay ra xa 30-40 dặm. Chỗ nào khói lan tới đều có xá lợi, nhặt gom lại được hơn 4 thạch. Hãy nên biết xá lợi do đạo lực tạo thành, kẻ luyện đan không biết căn do, đón bừa là do tinh khí thần luyện thành. Người biên tập kính cẩn nhận định, đêm hôm sau lễ trà tỳ hỏa thiêu đại sư Ấn Quang, kiểm được hơn 100 hạt xá lợi ngũ sắc, tròn trịa chói ngời, tỏa sáng lấp lánh. Lại còn có những đó hoa xá lợi to hay bé, và xá lợi máu, răng vân vân, 32 hạt, tổng cộng hơn 1000 viên. Tăng tục trong núi không ai chẳng kinh ngạc, bảo là chuyện hiếm có. Cư sĩ Viên Đức Thường ở Vô Tích lại nhặt lấy linh cốt vụn xương của đại sư đem về, cả nhà xúm lại chiêm ngưỡng, chợt thấy trong xương có vô số xá lợi sáng ngời lóa mắt. Tôi chép thêm vào đây để trần thuật lòng ngưỡng mộ. Xá lợi của Phật càng thần biến khôn ngàn, như khi Tùy Văn Đế Dương Kiên chưa làm hoàng đế, một vị Phạn Tăng, tăng nhân Ấn Độ, tặng cho mấy viên xá lợi. Đến khi lên ngôi xem lại thì thấy có rất nhiều viên, mấy trăm viên. Do vậy bèn dựng hơn 50 tòa bảo tháp. Tháp đựng xá lợi ở chùa A Dục Vương, có thể nâng lên xem, mỗi người thấy một khác, hoặc cùng một người nhưng trong mỗi lúc thấy xá lợi chuyển biến lớn nhỏ, cao thấp và màu sắc thay đổi, hoặc chẳng thay đổi khác nhau. Như vậy là chẳng thể dùng phàm tình để suy lường được. Người đời dùng phàm tình để suy lường Phật Pháp nên chỉ bị tổn hại, chẳng được lợi ích. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên Quyển 3, thư trả lời cư sĩ Dương Bội Văn. Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, thường chúng tôi chia sẻ nói chuyện cũng như lúc trước giảng là Thầy Minh sẽ đọc những cái điều chúng tôi soạn ở trong văn sao, chính cũng là lấy từ trong Tinh Hoa Lục. Đây là bộ sách đúc kết trong 3 bộ văn sao Chánh Biên, Tam Biên và Tục Biên. Hôm bữa Thầy Long nói mỗi khi sư phụ giảng mà có Thầy Minh đọc thì nó có một cái sự dẫn chứng và làm cho tăng ni và Phật tử có niềm tin xác quyết hơn. Nghĩa là không phải tự ý chúng tôi nói ra. Hồi nãy giờ chúng tôi nói đó là cũng những gì chúng tôi đọc trong văn sao mà thôi. Nhưng mà trong tâm nó cũng rất là hổ thẹn, là bởi vì từ khi đi Mỹ về đến hôm nay cũng ngót 5 năm rồi mà mình đọc, mình hành trì cũng chưa tới đâu. Thực sự là cũng hổ thẹn. Sao mà có những người ở trong văn sao Tổ sư Ấn Quang nói họ gặp một số lá thư của Ngài cũng không nhiều, cái lúc Ngài còn tại thế. Họ đọc và họ hành trì, có những người 3 năm họ biết ngày giờ vãng sanh. Thì chúng tôi lục lại xem lý do gì mà mình niệm Phật mình chưa được vãng sanh, và mình chưa thấy cái lợi ích của cái việc niệm Phật. Cho nên hôm nay chúng tôi muốn nói đến cái việc lợi ích của niệm Phật. Lợi ích của việc niệm Phật, chúng tôi dẫn ra vài câu này để cho quý vị nghe, và chúng tôi sẽ nói chuyện sơ một chút xíu nữa. Bây giờ là hết 30 phút rồi. Tổ sư Ấn Quang Ngài có dạy rằng, Ngài ghi là trích ở trong kinh, kinh Phật dạy. Nhưng mà Ngài không có nói trong kinh nào, nhưng mà chắc chắn là đoạn này ở trong kinh. Có thể là không nguyên văn, nhưng mà Ngài lấy cái ý ở trong kinh Ngài viết ra. Lắng nghe. Chí tâm niệm Phật một tiếng, diệt được trọng tội,
trong 8 ức kiếp sanh tử. Cái câu này chúng tôi và quý vị cũng thường hay nghe đúng không? Hòa Thượng Tịnh Không cũng hay nói câu này: chí tâm niệm Phật một tiếng, Nam Mô A Di Đà Phật, diệt được tội 80 ức kiếp trọng tội sanh tử. Kinh khủng không? Rồi lắng nghe tiếp một câu nữa nè: dạy người niệm Phật một tiếng hơn bố thí bảy báu suốt trăm năm. Lúc trước chúng tôi có giảng cái chỗ này, chúng tôi cảm ngộ được cái điều này, cho nên thành ra vừa rồi đây đi xuống ở chùa Cảnh Thái là cái việc hướng dẫn cho họ để mà có được cái đạo tràng niệm Phật. Quý Phật tử và đại đức trụ trì sẽ hướng dẫn cho họ tu hơn là chúng tôi đi giảng. Bởi vì bọn phàm phu chúng ta nếu mà giảng để mà thông cái lý mà không cho áp dụng thực hành, thời gian họ chán họ bỏ liền, để ý đi. Còn có những người họ thực hành rất tốt, có vị Phật tử ngồi trong này nè, nghe những vị đó nói là chỉ niệm A Di Đà Phật thôi, không còn phải thêm cái gì khác. Họ niệm thời gian 5-6 năm, 4-5 năm, họ ngán quá họ cũng bỏ luôn, họ không thông được cái lý. Cái chỗ này chỗ quan trọng. Chỉ cho người đó niệm Phật một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật hơn cúng dường bảy báu suốt trăm năm. Cho nên thành ra là cái việc mà mình chỉ cho người ta niệm Phật, cái công đức này là thuộc công đức vô lậu rồi. Còn cúng dường bảy báu suốt trăm năm đó là thuộc cái phước hữu lậu. Nhưng mà nếu mà người này người ta không cần phước hữu lậu của nhân gian hoặc sanh về cõi trời để hưởng á, mà họ hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, thì nó biến cái phước hữu lậu này thành cái phước vô lậu, nó trở thành công đức. Chỉ trong tâm niệm mình khởi lên thì nó có sự thay đổi biến chuyển như vậy đó. Cái công đức niệm Phật mà để mà mình muốn cho đời sau mình làm người được người phú quý, làm vua trời người á ngang, thì nó trở thành hữu lậu mất. Đem cái pháp vô lậu mà tu trở thành hữu lậu. Cái pháp là cái pháp vô lậu, cái nhân là nhân vô lậu, mà do cái nguyện của mình nó hữu lậu trở thành cái quả hữu lậu mất. À, cái chỗ này quan trọng. Nghe một câu nữa nè: chỉ cần chí tâm niệm Phật thì không bệnh nào chẳng lành. Cái lá thư ở trong này, ông này ông quá đau khổ, ông bệnh tật cũng quá đau khổ. Tổ sư ông Quang nói ba câu này: niệm Phật một tiếng diệt được trọng tội 80 ức kiếp sanh tử. Chỉ cho người đó niệm Phật một tiếng, một tiếng là một câu Nam Mô A Di Đà Phật, hơn cúng dường bảy báu suốt trăm năm. Chí thành niệm Phật thì không có bệnh gì mà không tiêu. Bệnh từ nghiệp mà sanh ra, thân này tạo ra nghiệp sát trộm dâm dối, rồi từ thân này lãnh thọ bệnh. Bệnh là quả của cái nhân tạo sát trộm dâm dối. Và cái nguồn động lực để tạo nên sát trộm dâm dối đó là khởi hoặc tham sân si. Bữa thầy Nhận Lợi vô gặp chúng tôi có nói: con người mình chưa chứng quả A-la-hán, cho nên chưa đoạn được tư hoặc tham sân si mạn nghi, nó còn ở trong đó. Mà khi mà công phu yếu dần xuống và thuận cảnh cho nó, để cho nó có thể là thuận tiện cho nó, và nó khởi lên một cái lúc mà cái tâm mình nó khởi đến một cái nồng độ cao á, mà không có cái pháp nào khống chế nó, thì nó sẽ làm liền sát trộm dâm dối. Họ ăn thịt vô tội vạ, họ ăn những con súc sanh vô tội vạ, và không có thể nào hiểu được rằng là tất cả chúng sanh là cha mẹ của quá khứ, là vị Phật của tương lai. Giết nó mà ăn không khác gì giết Phật. Trong văn sao anh Tổ nói, mà nghe đến thi kệ cái đoạn này nữa thì tuyệt, tuyệt. Tin nổi không? Không tin nổi. Lý do gì không tin nổi vậy? Do thiện căn họ quá yếu kém, do cái lòng tham ăn của họ quá mạnh, đúng không? Cho nên họ không sợ tội lỗi, không sợ đến cái lúc đọa lạc thì lúc đó họ mới sợ. Còn cái hoa báo xuất hiện thì họ cũng hơi sợ mà cũng chưa ngán lắm. Hoa báo tức là họ bị bệnh hoạn á, họ bị coi như là tán gia bại sản, thân bại danh liệt, họ cũng chưa sợ đâu. Chừng nào mà toàn thân tâm đó mà chết đi và tâm đã gieo vào trong loài súc sanh ha ba đường ác, lúc đó thì đã muộn rồi, hối tiếc cũng đã muộn rồi. Bây giờ mình niệm Phật như thế nào để cho mình tiêu được 80 ức kiếp trọng tội sanh tử? Chúng tôi ngồi suy nghĩ, cái này là chúng tôi ngồi suy nghĩ ra mà cũng căn cứ nơi văn sao của Tổ sư Ấn Quang. Niệm như thế nào?
cái người niệm Phật này muốn tiêu được và diệt được tội tám kiếp trọng tội sanh tử, thì người này phải như vậy nè, phải như vậy nè. Hôm bữa chúng tôi đang chạy bộ xe chạy bộ, tổ sư Ấn Quang ngài thường chúng tôi chạy bộ ăn cơm là hay nghe văn sao, thì ngài trả lời cho cô Trần Liên Anh, cô Trần Liên Anh, thì ngài nói là người niệm Phật muốn diệt được trọng tội, muốn tăng được công đức. Lắng nghe kỹ chỗ này, chúng ta nghe xong chúng ta ngừng lại, bắt đầu chúng ta chép liền. Học là như vậy đó, học mỗi lúc mỗi nơi vậy đó. Thứ nhất, người niệm Phật trong cái danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật phải chứa đựng đủ tín nguyện. Rồi chúng tôi mới liên hệ cái chỗ mà ngài nói tín nguyện, cái người mà có tín nguyện là như thế nào. Cái người mà có tín nguyện tức là người ta xả ly ta bà triệt để. Họ xả ly triệt để tức là tiền bạc của cải châu báu ngọc ngà họ có là họ xài chơi thôi. Họ xả triệt để và họ xem ta bà này như quán trọ, như lao ngục, họ đang bị giam cầm trong đó như hầm xí không đáy. Và họ mong tha thiết nguyện ngày đêm nhớ về Tây Phương Cực Lạc, muốn về lại cố hương quê hương đó là Tây Phương Cực Lạc. Hai ý niệm này cùng lúc xuất hiện thì người này có tín nguyện. Ghê chưa? Cái nguyện đó là họ tha thiết như người lữ khách mong về cố hương. Có, mình có. Coi lại trong tâm mình hàng ngày có không? Đấy, nếu không có là không có nguyện trong đó đúng không? Không có nguyện trong đó. Chỉ những người họ gần chết rồi đó, họ không giữ cái thân này được rồi, họ mới kêu Phật Di Đà ơi rước con đi, con chết rồi. Còn sống là lo đủ thứ chuyện hết. Đúng không? Coi lại đi. Như vậy là mình niệm Phật mình không có được cái tín nguyện, rồi mình xả ly ta bà tốt không? Có xem nó như là quán trọ để mình mong về cố hương, mình có xem nó là như lao ngục không? Nếu mà có những người nghe vậy là nói mấy người này bi quan im thế, đang sống sờ sờ của cải vật chất con cái mà mình kêu là dư lao ngục, có phải lao ngục không? Trời, có nhiều người càng có của càng khổ. Hai vợ chồng chưa có tiền thì một túp liều tranh, hai trái tim vàng sống hạnh phúc. Bắt đầu có tiền lên rồi bắt đầu tài có đó, rồi sắc nó theo đó, rồi có vợ bé, rồi đi lang chạ, rồi gia đình đổ vỡ, khổ đau rồi chia tài sản, con chia đàn sẽ nghe. Bây giờ bà nói là ước chi nếu không có tài sản, không có của cải, hai vợ chồng mình cứ sống như rứa, đến cuối đời thì ăn vui biết bao nhiêu. Coi lại đi, phàm phu mình mà đụng đến là của cải thì coi chừng như rắn độc, coi chừng. Không có định hướng được để làm phước, chỉ hưởng cho hết. Hưởng phước không thể nào mình hưởng tận, mà hưởng tận là sẽ đi ăn mày. Ai hiểu nhân quả này không? Sao họ hiểu nổi? Họ đâu đọc lời sách thánh hiền mà họ hiểu được điều này? Không ai dạy họ, không ai nói thì làm sao họ hiểu được điều này? Mà có những người họ hiểu cạn, họ chưa thông được cái lý, họ chưa ngộ sâu, họ cũng làm không nổi. Họ cúng dường họ còn tiếc nữa, chứ đừng có nói chuyện là người mà không học. Đúng không? Coi lại. Vì vậy cho nên cái người mà niệm Phật muốn tiêu tám ức kiếp trọng tội sanh tử thì trong câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật phải đủ tín nguyện. Chỗ này là chỗ kiên quyết mà cái chỗ quan trọng cực kỳ. Nếu mà họ đủ tín nguyện, họ chỉ 10 niệm là họ vãng sanh lúc lâm chung, bảo đảm như vậy. Và có nhiều người họ niệm quá nhiều niệm mà không được vãng sanh là do cái niệm này không có tín nguyện. Cái nguyện này không như con thơ niệm Phật danh như con thơ gọi mẹ, và họ niệm Phật cho mà không muốn vãng sanh Tây Phương, và cái nguyện tha thiết vãng sanh không có. Không có. Có khi nào cái nguyện tha thiết vãng sanh mình nó bằng với cái đồng độ mình chuẩn bị có chồng không? Có. Thấy cảm giác có chồng biết không? Ngày đêm mong đám cưới làm sao, cái nhà sẽ về ở như thế nào, rồi sao sắp xếp đủ chuyện. Cái chuyện gì trong thế gian này sắp xếp cũng tươm tắt hết, mà riêng cái chuyện nguyện vãng sanh nó là yêu nhớt, thì làm gì có nguyện trong đó. Cho nên Tổ Ấn Quang nói rất hay, cái người mà niệm Phật không chuyên nhất nhưng mà họ đủ tín nguyện là con người này bớt vọng tưởng, và con người này lúc lâm chung là chắc chắn vãng sanh. Liên Trì Đại Sư quả quyết điều này không thể thay đổi được. Cái chỗ này là cái chỗ quan trọng. Cho cái người niệm Phật mình mà niệm Phật để gieo cái viễn nhân đời sau làm vua trời người á, là người này không có tín nguyện rồi đó, chắc chắn là không có tín nguyện rồi đó. Họ chỉ có nguyện đời sau làm người hưởng hết phước rồi họ cũng đỏ lạc thôi. Đó là cái thứ nhất nè. Cái thứ hai nè. Cái thứ hai, người này niệm Phật trong danh hiệu Phật đó phải chí cung chí kính
chí chân, chí thành. Bốn cái, bốn cái chí. Chí là cao tột, đại thế chí là cao tột. Chí là cùng tột, cùng tột gọi là chí. Chí cung, chí kính, chí chân, chí thành. Mà họ đạt bốn cái chí này rồi và họ tưởng như Phật hiện diện trước mặt, họ lạy Phật, họ thấy Phật như đang hiện diện trước mặt. Mà họ chí cung, chí kính, chí chân, chí thành mà không có cung kính chân thành thì niệm Phật giống như là hát tuồng, cái người lên diễn tuồng chơi vậy đó. Hết màn tuồng họ xuống, không ăn thua, không ăn thua, không phát xuất từ nội tâm. Ghê chưa? Sâu sắc không? Thấy sâu sắc không? Hai vấn đề. Vấn đề thứ ba là niệm Phật phải đầy đủ lục độ bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Họ niệm Phật nó khởi được tác dụng, họ thấy cái niềm vui trong danh hiệu Phật, họ thấy cái công đức này để tiếp dẫn một thời gian họ sẽ về Tây Phương Cực Lạc, không có cái gì vui bằng. Cho nên của cải vật chất họ xem như đồ dập đức, họ không có quan tâm gì lắm. Họ vậy mà là cái phước nó lại tới nhiều, rồi họ bố thí cúng dường không tiếc. Thì người này niệm Phật đạt được bố thí ba la mật luôn: tài thí, pháp thí, vô ý thí, tâm thí, tùy hỷ thí. Họ đủ hết những cái thí đó. Và trong công đức họ niệm Phật, họ đủ cái bố thí này. Trong cái lục độ họ đủ cái bố thí này thì cảnh giới cực lạc mới chứa đựng cái con người này. Có người này mới về cảnh giới cực lạc được. Họ niệm Phật, họ trì được cái giới là trong tâm của họ không khởi một niệm ác được. Và trong tâm họ luôn luôn khởi niệm thiện, đừng làm các ác, vâng làm các thiện. Đó là hai câu ba quát, tổng quát hết của lục tạng. Của lục tạng. Trời, cái chỗ này tôi sửa quan nói trong văn sao coi tuyệt, tuyệt. Coi vô một cái là phải nói là tuyệt. Sở dĩ mình niệm Phật mà mình chưa có tiêu được tội, mình chưa tăng được công đức là mình niệm Phật nó không có đúng cái cách để mình niệm Phật đó. Hôm nay mình biết cái cách niệm Phật chưa? Niệm Phật là người này phải phát giống mảnh bồ đề tâm, bố thí xả ra. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài nói là trong đại địa tam thiên đại thiên thế giới không có chỗ nào mà ta không có bố thí đầu mắt tỷ não, thân thể ta và quốc thành thê tử, vợ con. Kinh khủng chưa? Mà cái người niệm Phật mà khi họ có cái niềm vui của người niệm Phật rồi á ngang, thì họ không có cái gì mà đánh đổi được hết. Họ không có cái gì mà đánh đổi được hết trơn á. Và họ bố thí rất dễ dàng. Còn người không niệm Phật họ còn toàn là niệm tiền, niệm của cải vật chất. Cho nên thành ra cái tâm nó trói buộc trong đó. Khi mà nó mất hoặc họ ra đi thọ mạng họ hết. Mà cái thường cái người mà họ thường trói buộc trong đó nặng, họ tham nặng thì nó sẽ ra đi rất nhanh. Nó hết cái phước. Mà khi ra đi là họ khùng điên, họ chết liền. Họ khùng điên, họ chịu không nổi. Giống như cái xác này họ bám quá chặt cái xác này. Và họ bị huệ lị với nó nhiều quá. Thì khi mà bệnh hoặc thọ mạng hết thì họ chấp vô đây. Có nhiều người vài nghìn năm họ còn chấp vô cái xác. Mà thiêu rồi còn hủ cốt rồi mang về chùa họ còn lọc cọc ở trong đó nữa. Cho nên cái nhã chấp là cái mà nó là kinh khủng nhất. Mà đến A-la-hán mới đoạn, chứ không phải đơn giản đâu. Niệm Phật phải đầy đủ lục độ bố thí, trì giới, nhẫn nhục. Cái người mà thường niệm Phật rồi, họ cái sức chịu đựng họ kinh khủng lắm. Người ta nhục mạ, người ta coi như là hỉ bán họ, người ta làm cho họ đau khổ, họ chịu đựng một cách rất là dẻo dai. Bởi vì cái niềm vui họ an vui quá, không ai lấy cái niềm vui này được, không ai làm cho họ bất an được. Cho nên họ không có bực bội, tức tối. Cho nên cái sự chịu đựng với sự nhẫn nhục của họ rất cao. Nếu họ dụng công tốt, bố thí trì giới nhẫn nhục và tinh tấn, ngày đêm họ tinh tấn. Họ tinh tấn. Vừa rồi chúng tôi ra ở ngoài Đà Nẵng có với gia đình chú cô Diệu Hiền đã mời ra chúng tôi. Thường mỗi lần chúng tôi đi là thích cúng dường trai tăng. Hôm đó cũng hơn 100 vị chúng tôi cúng văn sao với lại sâm cúng dường. Có hòa thượng đã 70 mấy tuổi mà ngày ngồi trên đàn ngày chẳng tế. Ngài nói là tôi đi tu từ lúc 15 tuổi đến hôm nay tôi không bỏ công phu sáng. Tinh tấn à, tinh tấn. Không bỏ công phu sáng. Mấy thầy có bỏ công phu tối hoặc mấy thầy có như thế nào, nhưng mà sáng đừng bỏ. Thí dụ thời Lăng Nghiêm hoặc thời Đại Bi hoặc thời Phổ Môn hoặc là thời Lạy Phật, đừng bỏ buổi sáng. Vì sao vậy? Cái buổi sáng đó là cái buổi mà mình công phu để cho nó đánh tan hết cái buổi đêm mình ngủ. Mà thường đêm mình ngủ là mình hay si mê. Mình si mê, mình chìm trong cái giấc ngủ. Nó gọi là ngủ dục tài sắc danh thực thì. Thì là ngủ, mình ngủ chìm ở trong đó. Cho nên cái si mê si dại của mình nó rất sâu. Nó rất sâu. Cho nên hàng ngày mình đi làm công việc là nó cứ làm toàn bộ nhân quả xấu ác không. Toàn là những cái làm cái chuyện gọi rằng là không có sáng suốt. Bởi vì mình không có công phu để mình đánh tan cái si mê đó. Đó là thứ nhất.
Vấn đề thứ hai mà cái người mà bỏ công phu sáng thì người này một thời gian họ sẽ bỏ công phu tối, và công phu họ bắt đầu lũng củng từ từ, bồ đề tâm họ thối chuyển là họ bỏ tu luôn, họ bỏ công phu luôn. Có nghĩa là họ không có thể nào tin tưởng họ tu tập được. Cho nên chúng tôi có mệt gì đi nữa, mệt thì sáng dậy mà có gật gờ gì đi nữa là cũng không dám bỏ. Bởi vì sao vậy? Nó thành thói quen. 2 giờ là cái giờ bình minh của chúng tôi, 3 giờ đến 6 giờ là cái chuyện công phu của chúng tôi. Và chúng tôi cũng tu như quý vị vậy đó, mở cái máy ra tụng phổ môn buổi sáng, xong cái mở cái máy ra đơn giản vậy thôi, một câu Nam Mô Di Đà Phật trong máy, một câu mình niệm ra tiếng, nếu mệt mình niệm thầm nhép môi Nam Mô Di Đà Phật, nó hơi buồn ngủ một chút cái chúng tôi đi kinh hành. Kinh hành chập cái quay lại ngồi, ngồi chập cái lễ cũng vậy thôi à, đơn giản vậy thôi. Nhưng mà cái hay của cái công phu của mình là một câu trong máy mình lắng nghe, thì lúc đó vọng nó khởi không được, để ý coi. Hôm bữa thầy Đại Đức Quảng Sơn á, ông nói cái hương vị mà buổi chiều mà thầy xuống thầy hướng dẫn xong á, tôi ngồi chung với Phật tử gần 600 Phật tử mà tôi niệm một buổi chiều, tôi cảm giác cái hương vị đặc biệt. Hương vị nó đặc biệt. Rồi qua hôm sau cái bắt đầu là thầy dẫn mấy người Phật tử buổi sáng sớm á đi kinh hành á, leo que có 7-8 người à. Xung quanh ở chùa người ta ít mà. Thầy cảm được, cho nên hôm nay là thầy hô hào kéo nhau quá trời đông lên trên này luôn. Cảm được cái câu Phật hiệu. Mà thầy cũng là đặc biệt nha. Đi tàu lửa hai cái toa trên núi nó lăn xuống chết sạch còn bệnh thầy à. Mổ lấy hai cái lá gan, lá phổi gì ra luôn. Cái mạng của thầy lớn. Hôm bữa tự nhiên chúng tôi nói cái mạng của thầy lớn á ngàn, thầy trụ trì chùa tổ của Hòa Thượng Cảnh Thái là mạng thầy lớn, kêu ừ đúng rồi. Mạng của tôi lớn á thì rớt hai toa tàu chết sạch còn mình tôi á. Ghê. Người có cái phước báu nó bảo bọc thọ mạng. Cái người niệm Phật có cái công đức nó bảo bọc thọ mạng, chứ tiền bạc bảo bọc không được đâu. Giỏi lắm là nó vô nhà thương để chữa mà bác sĩ cũng bó tay à, chữa không được. Bởi vì cái nghiệp mình đến cái lúc mà phải thọ mạng hết thì chỉ có cái công đức nó kéo dài thọ mạng. Cái công đức phóng sanh, công đức niệm Phật, công đức lễ Phật, công đức in kinh, công đức cúng dường trai tăng thì kéo dài thọ mạng, bảo bọc thọ mạng được. Để ý đi, cái này không ai giành mình được đâu. Có Phật tử cúng dường 100 bức ảnh của Hòa Thượng Chống Tích Trượng Đắp Y ngày mai để cúng dường cho chư tôn đức tăng ni, quý vị hoan hỷ. Biết sao mà cô suy nghĩ ra cái điều này, chúng tôi cũng không nghĩ ra nổi. Chúng tôi cũng cứ suy nghĩ không biết có cái món quà gì mà đặc biệt để cúng dường cho chư tôn đức tăng ni. Cuối cùng cô mang lên 100 tấm. Đẹp không? Trang nghiêm không cái gì ha? Quá trang nghiêm. Năm 2007, thực sự lúc đó chúng tôi cũng cùng quẩn, không hiểu sao. Cũng hai mươi mấy năm đi tu mà thiếu thốn chật vật mọi bề. Có làm phước đó, có đi giảng, có đi cúng đó, có đi coi phong thủy đó, có đám ma đó, đi cúng đó, kiểu gì người ta kêu cũng đi. Mà sao là không đủ chi phí? Là do ở trong thẳm sâu trong tâm của mình nó thiếu tài, thiếu đức ở trong đó. Mình không biết cách để hồi phục, không biết cách để mình có thể là làm cho nó khởi tác dụng lại được. Lẽ dĩ nhiên cái thể tánh của mình là đầy đủ tam minh tứ trí ngũ nhãn lục thông công đức vô lượng, trong đó đủ hết mà mình không, nó bị vô minh phiền não che lấp, chứ mình không biết cái pháp để mình cho nó khởi tác dụng. Cho nên là kẻ cùng tử, làm kẻ cùng tử mà không có ai trên này. 7 năm trời chúng tôi với lại ông cụ là cụ Thiện Chánh, thêm chú Tiểu đó nữa, nhưng mà không an vui, trên núi buồn, buồn thê thảm. Chúng tôi hay nói là không có gạo để nấu, không bình ga cũng là thiếu tiền mua, chật vật mọi bề. Rồi đi xuống cái chùa Linh Sơn Pháp Ấn ở Nha Trang, giảng xong rồi về coi như là lục cơm nguội mà ăn, lục cơm nguội mà ăn. Thì nói đến đây chúng tôi mới nhớ đến cái lời khai thị của Ngài nói: bạn chân thật niệm Phật 3 năm đi, Phật Bồ Tát Long Thần Hộ Pháp không bỏ bạn đâu. Bạn chỉ bỏ Phật Bồ Tát, bạn bỏ chùa, bạn đi lang thang bên ngoài, Phật tử về không có bạn, và bạn không có hướng dẫn người ta tu, và bản thân bạn thực sự cũng không có hạ thủ công phu. Cho nên thành ra bạn thiếu thốn làm kẻ cùng tử. Kẻ cùng tử. Nghe vậy rồi bắt đầu bị chấn động liền, chấn động. Rồi từ một cái mái che ở đây có 4-5 người chứ không phải được như thầy gọi là Quảng Sơn, mà chúng tôi xuống rồi mang mấy
500 cái máy xuống mà bữa đó không đủ, bữa nay là có 1000 cái máy để phát cho quý vị nè. Rồi dưới đó thiếu là chúng tôi sẽ tặng dưới chùa thầy Quán Sơn. Rồi được cái chùa như thầy Quán Sơn đâu, thê thảm thê lương lắm, gọi là cái vùng trên này gọi là chó ăn đá gạn muối á mà. Biết chó ăn đá gạn muối không? Nghĩa là không có trồng trọt được cái gì á. Ở cái chỗ quý vị ngồi là có được cái sân á, chúng tôi ra trồng cam để bán á, mà cuối cùng đâu có lên trái được đâu. Nước thì không có để tưới, rồi cái rễ nó mọc xuống gặp đá, cho nên thành ra cam không có, thành cam chịu ngồi ra nhìn luôn. Không có cam gì hết trơn. Trồng không ra trái mà làm gì, định trồng cam làm kinh tế, mượn tiền người ta cuối cùng đi trả cũng thật gạch, sặc gạch luôn á, chả không có tiền mà trả luôn. Nó nghèo, nó vô đường cùng là do trong mạng của mình không có. Trong mạng mình không có, mà cái công đức niệm Phật để nó kích động vào trong cái tâm của mình, để bắt đầu nó khởi cái tác dụng lên, để cho từ bi hỷ xả, vô ngã vị tha, bố thí cúng dường, phóng sanh, in kinh làm phước. Cái công đức niệm Phật đặc biệt nó khởi được tác dụng. Mà phải chân thật để mà niệm kìa, chứ không phải là cái chuyện mà niệm mà mong có gạo, cũng không phải niệm mong có ga, mà cũng không niệm mà để mong xây chùa lớn. Niệm làm sao cho lòng được an vui, niệm làm sao cho lòng được an vui. Mà từ đó đến bây giờ chưa bao giờ khởi niệm để mong Phật tử cúng dường, để xây chùa chiền hoặc là kêu gọi gì cả. Phải là công phu như rứa, như thế. Phải công phu như vậy. Cái đó là cái lời dạy của Ngài. Mình phải làm như lý như pháp. 3 năm khởi tác dụng. Tự nhiên ông mang 2 tỷ đến ông cúng dường cái chánh điện này là quý vị biết. Tự nhiên ở đâu Phật Bồ Tát đưa tới. Lúc đó bắt đầu là Phật tử biết, quý thầy biết. Chứ chúng tôi nghĩ niệm Phật với 4 bà già, cùng lắm là nguyện được 48 bà già, cho ai mà lên núi với mình. Đúng không? Thì chúng tôi nhớ được cái ơn của Ngài từ lúc đó mãi đến hôm nay. Và đến hôm nay đặc biệt nữa là cái 49 ngày trong thời gian 7 tuần thất, khởi thêm cái tác dụng đó là niệm Phật một đêm. Mà ước bao nhiêu lâu này không được. Cái lúc chúng tôi qua bên đó Ngài còn sống, gặp Ngài năm 2014, lấy cái cách mà Ngài niệm A Mi Thồ Phò từng chữ mà rời hơi chậm. Mà trong đó là họ niệm một lần 4 tiếng họ đi kinh hành. Chúng tôi thâu đúng âm điệu mang về để ở đây niệm. Một thời gian chúng ít quá, với 2 cái cách đó niệm không vô nổi. Ngài thì Ngài niệm vô được mà mình niệm vô không nổi. Cho nên quay lại cái cách của Tổ sư Ấn Quang nói là phải có thêm 2 chữ Nam Mô. Thì cái sự cung kính gia trì Phật cứu độ mình và một câu niệm Chi La Bang á, thì nó lại là an ổn trong đó được. Cho nên câu Phật hiệu cũng phải dễ niệm đâu ngang. Không phải dễ niệm đâu. Không phải dễ niệm chút nào đâu đó. Nếu mà không chân thật, không cung kính, không tha thiết cầu vãng sanh, cầu Phật lực gia trì, niệm thời gian ngán chán bỏ. Và có nhiều người họ lẹ miệng, nhanh miệng, họ niệm ào 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 ào, họ trấn áp được Phật tử cái thời gian tổn khí bệnh rồi bỏ. Không phải dễ chút nào. Phải có đại chúng rồi mình ở trong đó, rồi từ từ mình hàm dưỡng, từ từ mình đi vô công phu. Nó không phải như là một cái ngành nghề ở ngoài thế gian đâu. Không phải đâu. Nó có cái tâm linh trong đó đó. Cái tâm linh lắm, mình niệm mình phải thấy như là con thơ gọi mẹ đó. Cái câu này nó sâu lắm, của tôi không quán á. Như vậy cho nên thành ra thực sự cái 2 cái nhịp. Một cái nhịp mà khi chúng tôi nghe đĩa của Ngài, mà một cái nhịp nữa đó là cái nhịp lúc này là niệm cho Ngài 49 ngày. Nó vào cái nhịp luôn là đại chúng niệm Phật được đêm thứ 7. Đó là cái niềm mơ ước của chúng tôi. Và cái cách của Hòa Thượng Tịnh Không công phu, thực sự Ngài là một vị Bồ Tát cừ khôi. Chúng tôi dùng danh từ cừ khôi nghĩa là Ngài là một vị Bồ Tát mà thực sự mà nói là 4 chữ A Di Đà Phật, niệm không chán, không ngán, và niệm coi như là miên mật cho đến vô tam muội. Không phải dễ nha, không phải dễ nha. Cho nên Tổ Ấn Quang Ngài nói là tôi niệm Phật tôi cần phải có thêm chú Đại Bi để mà trợ hạnh mỗi đêm 25 hoặc 50 hoặc 75. Ngài là Bồ Tát Đại Thế Chí mà Ngài nói cái đó là để dành biểu pháp lại cho phàm phu chúng ta. Và tôi cũng phải niệm thêm Quan Âm Bồ Tát đó. Ở trong cái lá thư trả lời khắp là 10.000 câu danh hiệu Phật, phải là 5.000 câu Quan Âm. Coi lại, coi lá thư trả lời khắp đi. Chúng tôi đọc tới đọc lui rất kỹ. 10.000 câu Di Đà, phải là 5.000 câu Quan Âm. Nó lạ. Có nhiều người người ta nói thôi tôi niệm Phật được rồi, Quan Âm thêm nó xen tạp, tôi niệm sao thấy niệm Phật nó yếu quá. Nhưng mà cuối cùng niệm một thời gian có vô công phu được không? Có thành phiến được không? Có vô tâm muội được không? Hay niệm thời gian nào nó chán nó bỏ? Đó, bây giờ hỏi chung lại mấy anh em từ vô đây bao nhiêu năm trời mình công phu nó có được thành phiến chưa? Thành phiến thôi. Thành phiến là câu Phật hiệu liên tục không gián đoạn. Mỗi lúc mỗi nơi ngủ cũng vào công phu là niệm Phật luôn á.
chưa đoạn trừ được kiến tư hoặc á, thì gọi rằng là chưa sự nhất tâm á, chưa lý nhất tâm mà thành phiến thôi đó, vô nổi không? Hôm bữa nói chuyện với thầy Minh, không phải là cái con niệm Phật dễ niệm đâu, cái tạp niệm của mình nó quá dày, cho nên vô công phu không nổi, thành phiến không nổi đó. Mình là không có lo cơm áo gạo tiền mấy thầy mấy chú á, không lo cơm áo gạo tiền, không lo nhà cửa, không lo ngày mai hết, coi như là gạo hết, hết ga, thế mà vẫn vô công phu không nổi. Chứ phải đơn giản, cần phải có Bồ Tát Quan Âm gia trì để cái nghiệp mình nó mòn từ 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 từ, rồi cái thiện căn mình nó bắt đầu nó phát triển lên, rồi lúc đó mình mới có cái niềm vui trong cái lúc niệm Phật, rồi bắt đầu mình mới tha thiết ngày đêm mình chịu niệm, rồi nó gột rửa những cái tập khí phiền não của mình, rồi bắt đầu là con người mình bắt đầu nó mới đi vào, chứ không phải là cứ chầm hầm mà mình gọi rằng ngày đêm mình niệm tổn khí chịu không nổi, hoặc giả là nó bắt ngược lại chịu không nổi. Phải khéo léo lắm chứ không phải đơn giản nữa đâu. Nói như vậy không phải là khó, không phải là khó. Trong cái pháp môn tu thiền, tu mật, tu tịnh, tu giáo thì thực sự mà nói thì tịnh độ là dễ nhất đó. Tịnh độ là dễ nhất, nhưng mà phải biết cách dụng công á. Nhưng mà muốn biết cách thì thời gian chúng tôi nói không thể nhiều được nữa.